Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 20. Tổng cục phòng chống thiên tai kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại Quảng Nam. Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020. Một góc nhìn cuộc sống là phóng sự mang ấm áp đến trẻ em vùng cao. Thưa quý vị, sáng qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 20. Đây là kỳ họp Hội đồng Nhân dân thường kỳ cuối năm. Kỳ họp thông qua các báo cáo kinh tế xã hội, tình hình an ninh quốc phòng và những lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh: Mặc dù dịch bệnh COVID, thiên tai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh, tuy nhiên tỉnh Quảng Nam đã chủ động vượt qua khó khăn thách thức. Một số chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 chưa đạt. Song với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh vẫn đạt những kết quả đáng kể. Tập trung cao nhất, thảo luận, phân tích, đánh giá sau những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020. Đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp hữu hiệu để vượt qua khó khăn thách thức hiện nay, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Góp phần tạo tiền đề vững chắc xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, năm 2020 với những tác động tiêu cực dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh heo tai xanh ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi và thiên tai bão lụt với cường suất lớn đã làm cho những chỉ tiêu phát triển kinh tế của Quảng Nam không đạt mục tiêu đề ra. Mặc dù nhiều khó khăn, nhưng Quảng Nam triển khai khá tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương để cụ thể hóa các chủ trương bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể. Tốc độ tăng trưởng GDP tỉnh năm 2020 dự kiến gần 93% so với năm 2019. Quy mô nền kinh tế Quảng Nam gần 95.100 tỷ đồng, cơ cấu khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 14%, công nghiệp và xây dựng chiếm 34%, thương mại dịch vụ chiếm 34%. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế cần được tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm và trong năm 2021. Việc tổ chức thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2020 gặp nhiều khó khăn thách thức. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, một số lĩnh vực có tốc độ tăng chậm. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Thu ngân sách thiếu ổn định, một số nguồn thu đạt thấp so với dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, công tác thu hồi đất, giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình dự án. Kinh tế xã hội miền núi của tỉnh còn khó khăn, giáo dục, đào tạo, y tế chuyển biến chưa mạnh, chất lượng đào tạo lao động chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống một số bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là miền núi, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. Kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 cũng nghe báo cáo tình hình, kết quả đầu tư công, kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025, báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. Buổi sáng qua, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo trả lời ý kiến cử tri trên địa bàn tỉnh, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và các lĩnh vực liên quan đến công tác thi hành án, công tác mặt trận, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Trong phiên họp chiều qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 tiếp tục thảo luận tổ cho ý kiến đối với các nội dung trọng tâm như tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021, tình hình thu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kết quả rà soát nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thảo luận tại tổ, đại đa số ý kiến đều nhận định dịch bệnh COVID-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế không đạt chỉ tiêu tăng trưởng. Một số đại biểu bày tỏ quan điểm về các vấn đề đặt ra trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế để bảo đảm tính bền vững. Xung quanh việc triển khai các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội miền núi, tập trung sắp xếp ổn định dân cư và triển khai các dự án lớn như trồng rừng gỗ lớn, phát triển hạ tầng du lịch miền núi. Các đại biểu cho rằng Quảng Nam cần có một quy hoạch kết nối giữa đồng bằng và miền núi để tạo một hướng đi bền vững cho khu vực miền núi. Các đại biểu tại tổ cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2020, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiềm chế, giảm so với năm 2019. Tuy nhiên, có lúc có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Sáng nay thứ Ba ngày 8 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 9 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh trong các chương trình thời sự sau. Thưa quý vị, tiếp tục rà soát thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 7 tháng 12, Bộ Tài chính đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài năm 2020 của các dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, cùng với các tỉnh thành phố trong cả nước, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Quảng Nam cũng đã được địa phương tập trung chỉ đạo. Tổng vốn đầu tư năm 2020 của Quảng Nam sau khi được điều chỉnh còn gần 8.700 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2020 dự kiến sau khi điều chuyển, phục hồi còn trên 6.400 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, Quảng Nam đã giải ngân hơn 5.300 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch vốn 2020, cao hơn so với mức 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, Quảng Nam được giao hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài do ngân sách trung ương cấp phát trên 900 tỷ đồng, vốn tỉnh vay lại hơn 590 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11, tổng vốn nước ngoài thuộc kế hoạch vốn năm 2020 giải ngân gần 400 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch vốn sau khi điều chuyển cắt giảm. Dù cao hơn so với năm 2019 và nằm ở nhóm trung bình của cả nước, song so với chỉ đạo của Chính phủ và kỳ vọng của các bộ ngành, tỷ lệ giải ngân của Quảng Nam vẫn còn thấp. Thực tế, công tác giải ngân của tỉnh cũng đang gặp phải những vướng mắc, trong đó ngoài khó khăn cổ hữu liên quan đến mặt bằng, thì những vướng mắc mang tính vĩ mô cũng cần sớm được tháo gỡ để thúc đẩy giải ngân trong thời gian ngắn còn lại của năm 2020. Sáng qua, đoàn công tác của Trung ương do ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn quốc gia, dẫn đầu đã tới kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Nam Trà My. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu. Đoàn đã đi khảo sát kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Trà Leng, nơi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng ngày 28 tháng 10, làm 9 người chết, 13 người mất tích. Nam Trà My cho biết các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở tại Trà Leng và Trà Vân đã được dựng nhà tạm trong khi chờ xây dựng lại nhà mới. Về lâu dài sẽ xây dựng lại hai khu dân cư tập trung cho các hộ dân này. Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường giao thông về trung tâm các xã của Nam Trà My đã được thông tuyến tạm thời, đảm bảo phục vụ vận chuyển hàng hóa, cứu trợ và nhu cầu đi lại của nhân dân. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đánh giá, mặc dù chính quyền và người dân địa phương đã rất nỗ lực khẩn trương tái thiết sau thiên tai, nhưng vẫn còn đó nhiều ngổn ngang với khối lượng công việc còn rất lớn và ở nhiều nơi nguy cơ sạt lở vẫn còn có thể diễn ra. Để đảm bảo an toàn giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng chí Trần Quang Hoài đề nghị trước mắt cần tập trung quyết liệt đẩy nhanh thực hiện tái định cư cho bà con nhân dân đến nơi an toàn. Chúng tôi thấy có một số điểm mà chúng ta cần phải tập trung và tập trung rất quyết liệt trong cái thời gian tới. Cái điểm thứ nhất là chúng ta phải tìm được cái vị trí an toàn cho người dân. Và vị trí an toàn này làm sao để mà chúng ta sẽ không phải di dân lần nữa. Đây là một điều hết sức khó ở khu vực của Trà My và cũng như khu vực của miền núi, miền Trung. Đã một số khu vực mà chúng ta đã sơ tán rồi phải sơ tán tiếp.
Ngoài cái vị trí thì chúng ta còn phải các công trình đi kèm theo. Và bởi vì là những cái vị trí đó phải có những cái công trình để đảm bảo được cho cái an toàn, vì lũ quét sạt lở đất luôn luôn rình rập ở những khu vực này. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiến độ để mà bà con của chúng ta sớm trở về được cái nơi ở mà nó được ổn định để đảm bảo cái cuộc sống. Để hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai, chính phủ đã hỗ trợ bước đầu kinh phí 250 tỷ đồng, trong đó tập trung trước mắt cho việc ổn định dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng đi kèm. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đang cùng các bộ ngành khẩn trương hướng dẫn địa phương sử dụng nguồn kinh phí này đúng theo quy định để nhanh tiến độ thực hiện tái thiết sau mưa bão. Sáng qua tại điểm thi số 4 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Tam Kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục của tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tham dự và phát biểu chỉ đạo kỳ thi. Kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 có 2.691 thí sinh tham gia thi tuyển giáo viên ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, được bố trí ở 112 phòng thi. Kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục diễn ra chỉ trong một ngày tại 7 điểm thi trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Trong sáng ngày hôm qua, các thí sinh thi trắc nghiệm hai môn ngoại ngữ tin học, thời gian làm bài 30 phút và buổi chiều thi viết môn kiến thức chung, thời gian làm 60 phút. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh, đây là kỳ thi tuyển có quy mô lớn, tính chất quan trọng đối với ngành giáo dục Quảng Nam. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch yêu cầu tất cả thí sinh và cán bộ thực hiện công tác coi thi phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Cạnh đó, các bộ phận liên quan cần đảm bảo công tác tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan. Thí sinh cần bình tĩnh, tuân thủ nội quy, quy chế thi, thể hiện năng lực của bản thân để kỳ thi diễn ra thành công. Sáng qua tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thị xã Điện Bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Nam, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn tổ chức lễ meeting với chủ đề tuyên truyền tác hại của ma túy và phòng chống HIV/AIDS. Ma túy mang đến những tác hại nguy hiểm cho con người như gây ra trạng thái nhiễm độc, lú lẫn tâm trí, các phản ứng loạn tâm thần, gây mất khả năng lao động, học tập, tự chủ cuộc sống, dễ bị lây nhiễm viêm gan virus B, C và HIV do sử dụng chung bơm kim tiêm, tác hại lâu dài đến hệ thống sinh sản, làm suy yếu nòi giống. Để phòng chống ma túy và HIV/AIDS, cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác thông tin truyền thông, giáo dục phòng chống HIV/AIDS cho học sinh. Dịp này, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến trao thưởng cho các em học sinh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh với thông điệp kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy xâm nhập học đường, luôn trong tâm thế phòng chống HIV/AIDS. Kết thúc lễ meeting, đoàn xe diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn thị xã nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người và cùng nhau hành động chống lại sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Quý vị vừa theo dõi một số tin tức trong chương trình Thông tin ngày mới. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với các sự kiện quan trọng trên cả nước qua mục Mở cửa ngày mới. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo sáng qua, Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 cho biết, đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 10 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là đại hội có số lượng đại biểu lớn nhất từ trước đến nay với 2.300 người, trong đó có 2.020 đại biểu chính thức. Với chủ đề đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Đồng thời phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ đại hội cũng sẽ diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề Thi đua là yêu nước được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào tối ngày 9 tháng 12. Bộ Công an mới đưa ra cảnh báo về một phần mềm gián điệp được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại, hệ điều hành Android.
Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện đã có hàng chục bị hại tại các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Huế, Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang, Đắk Lắk bị các đối tượng trộm cắp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Phần mềm gián điệp này được các đối tượng ngụy tạo giả danh ứng dụng điện thoại mang tên Bộ Công an. Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là dùng công nghệ VOIP tạo lập các số điện thoại ảo, giả mạo số điện thoại công khai của cơ quan thực thi pháp luật, thông báo cho bị hại đang bị điều tra, nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ khởi tố. Sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android. Sau khi nạn nhân cài đặt app mang tên Bộ Công an theo hướng dẫn của các đối tượng, nạn nhân sẽ phải điền thêm các trường thông tin hiển thị trên app giả mạo này như tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn có thể điều khiển điện thoại di động của người dùng từ xa mà chủ điện thoại không hề hay biết. Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng, tuyệt đối không truy cập các trang tin không chính thống, không cài đặt các phần mềm ứng dụng từ các nguồn không chính thống. Thưa quý vị, 36 tỉnh, thành phố sẽ kiểm tra và xử lý tên miền liên quan đến báo chí, dễ gây nhầm lẫn với trang thông tin điện tử tổng hợp. Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông mới gửi 36 Sở Thông tin và Truyền thông. 36 tỉnh, thành phố sẽ rà soát tên miền liên quan đến báo chí là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Bình, Vĩnh Long, Bình Phước, Lâm Đồng, Quảng Nam, Ninh Bình, Bình Dương, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Hải Dương, Tây Ninh, Thái Bình, Khánh Hòa, Nam Định, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Kiên Giang, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Hòa Bình. Trước đó, theo Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử, tạp chí điện tử bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ, tên miền như báo, tạp chí, tin tức, news, online. Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới công bố mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm tới, sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Cụ thể, so với 15 ký tự như hiện nay, mã số thẻ bảo hiểm y tế mới là 10 ký tự mã nhằm giảm bớt số lượng ký tự khi người tham gia cần tra cứu trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc khai báo khi làm thủ tục đề nghị tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Đặc biệt, mặt sau của thẻ đã thay đổi phần lớn nội dung so với mẫu thẻ hiện hành. Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới được đánh giá có nhiều điểm khác biệt, mang lại tiện ích cho người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh như nhỏ gọn, được ép plastic ngay sau khi in, thay đổi kiểu chữ in rõ nét, dễ đọc. Thưa quý vị, với hy vọng giúp đỡ chia sẻ khó khăn với trẻ em vùng cao, những ngày qua, Đoàn Nhà báo Thiện nguyện đã có những chuyến xe hỗ trợ tặng áo ấm mùa đông cho các em học sinh ở hai xã Trà Nam, huyện Nam Trà My và Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Đây là những món quà thiện nguyện ý nghĩa, ấm áp cho bà con, trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số trong thời điểm bước vào mùa đông. Từ trung tâm huyện Nam Trà My, Đoàn Nhà báo Thiện nguyện đã vượt hơn 30 km đường lầy lội trơn trượt để đến với các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Trà Nam. Ngôi trường này có 2 cấp học với 331 em học sinh đều là người đồng bào dân tộc Ca Dông. Gia cảnh còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Những ngày mưa phùn rét mướt, nhiều em đến lớp với áo quần mỏng manh, không đủ giữ ấm cơ thể. Trong bão số 9 vừa qua thì nó cũng thiệt hại rất là nhiều. Rồi bà con, rồi các cái điểm trường ở thôn thì nó cũng tốc mái. Nhưng mà hiện nay thì Nam Trà My là đang vào cái mùa đông, nên thời tiết nó cũng rất là lạnh. Thấu hiểu, cảm thông trước những khó khăn thiếu thốn của trẻ em xã vùng cao Trà Nam, Đoàn Nhà báo Thiện nguyện đã vận chuyển, trao tặng hơn 330 chiếc áo ấm cho toàn bộ các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở của trường. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã tặng nhà trường 3 máy giặt sấy để các em có thể làm sạch, hong khô quần áo, yên tâm đến lớp. Ngoài ra, đoàn cũng hỗ trợ 10 triệu đồng để nhà trường mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học thiết yếu. Trên đường đi có thấy rằng đã chứng kiến được cái cảnh sạt lở, rồi những cái cảnh mà trèo đèo, lội suối đúng nghĩa luôn. Thấy là bà con ở vùng cao và ở bà con ở Nam Trà My, Bắc Trà My quá là cơ cực.
các cháu học hành trong một điều kiện là mưa gió, nhưng mà thấy được thầy cô rất là tận tụy, hết lòng với lại các em thì chúng tôi cũng cảm thấy vui lây. Và những cái món quà nhỏ của các bạn, nhóm thiện nguyện mang đến đây là những chiếc áo ấm chia sẻ cho các cháu trong một cái mùa đông gần đến và trong cái bão lũ gì đó, là một ấm lòng. Trong chuyến đi này, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn, đoàn nhà báo thiện nguyện cũng đã vận chuyển, gửi trao 180 áo ấm cho các em học sinh tại xã Phước Lộc, tặng nhà trường một tủ đông nhằm bảo quản thực phẩm cho học sinh, cùng nhiều quần áo, chăn mền, nhu yếu phẩm cho người dân. Những sự giúp đỡ thiết thực ý nghĩa đã phần nào chia sẻ những khó khăn, mang đến sự động viên cần thiết cho người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Thưa quý vị, mục tiêu điểm sự kiện báo Quảng Nam số ra sáng nay có bài Tìm nguồn lực ngân sách, đưa ra nhận định kế hoạch thu nội địa năm 2020 đã phá sản, nguồn lực ngân sách cho địa phương luôn là điều nan giải khi khó có thể định lường từ nền kinh tế đang sẽ gặp bất ổn. Kế hoạch thu 720 tỷ đồng từ doanh nghiệp nhà nước trung ương chủ yếu thủy điện, khoảng 3.000 tỷ đồng từ doanh nghiệp FDI dựa vào sản lượng bia của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam Quảng Nam sẽ được thị trường tiêu thụ 150 triệu lít, góp vào ngân sách 1.500 tỷ đồng, cùng 700 tỷ đồng từ Nam Hội An và cam kết nộp tăng 20% thuế nội địa của Trường Hải đã không thể thực hiện được. Không chỉ các ông lớn bị suy giảm, dịch bệnh thiên tai đã đẩy nền kinh tế địa phương suy sụp. Các khoản thu về thuế, phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu tiền sử dụng đất, thu bán tài sản đều giảm so với năm trước, không đạt dự toán. Tăng thu ngân sách luôn là mệnh lệnh được đặt lên hàng đầu. Không thể là những giải pháp kỹ thuật mà nguồn lực quan trọng của ngân sách phải bắt nguồn từ việc xúc tiến, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế. Quý vị quan tâm có thể tìm đọc trọn bài viết Tìm nguồn lực ngân sách trên trang 3 báo Quảng Nam số ra hôm nay. Thưa quý vị, DT610B là trục giao thông đường bộ huyết mạch xuyên qua 3 xã vùng Gò Nổi của địa bàn. Tuy nhiên, tuyến đường này đang tồn tại nhiều bất cập gây mất an toàn, thường bị chia cắt vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bài viết bất cập tuyến giao thông DT610B trên mục An toàn giao thông phản ánh. Bắt đầu từ quốc lộ 1, tuyến đường DT610B đi qua địa phận Duy Xuyên và 3 xã Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang của địa bàn. Cách đây gần 10 năm, cung đường được nâng cấp mở rộng chắc chắn, linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn, những đoạn qua khu vực trung tâm hành chính của 3 xã vừa nêu đã hình thành nên đường đôi khang trang phù hợp quy hoạch nông thôn mới. Cầu Gò Nổi trên tuyến cũng được xây dựng mới, thay thế cho cầu cũ, thường gọi là cầu đen, bị gãy nhịp. Tuy nhiên, một số vị trí cong, cua trong quá trình nâng cấp mở rộng không thể nắn tuyến cho thẳng vì phải giải tỏa nhà dân bị ảnh hưởng mà kinh phí đầu tư lại có hạn. Thế nên, góc cua gấp kiểu cùi chỏ ngay đối diện chợ Hà Mật, xã Điện Phong gây khuất tầm nhìn người tham gia giao thông vẫn tồn tại, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông là rất cao. Nội dung chi tiết sẽ có trong bài bất cập tuyến giao thông DT610B trên trang 4 báo Quảng Nam số ra sáng nay. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 83 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 83 đến 93%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 93%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm từ 86 đến 98%, gió nhẹ.
thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm từ 86 đến 98%, gió nhẹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những tin tức có trên báo Quảng Nam số ra ngày hôm nay.